tiên nữ trốn trong tranh. Vào đời Hồng Đức, có một người học trò nghèo tên là Uyên. Cha mẹ chết sớm, chỉ để lại cho chàng một căn nhà đơn sơ. Chàng rất hay chữ, tuy chưa đỗ đạt gì, nhưng vì thông minh và hiếu học nên mọi người thường gọi chàng là cậu Tú Uyên. Một ngày, vào mùa xuân, nhà vua mở hội vô gia. Đây là ngày hội để trai gái tìm bạn đời. Thiện nam tín nữ ở kinh đô và bốn phương tụ hội rất đông. Tú Uyên cũng vui chân đi tới kinh thành để dự hội. Bài thơ thật sâu sắc và ý nghĩa. Là thơ của thiếp đấy. Hội hôm nay có cả trăm người, ta và nàng gặp nhau thế này hẳn là có duyên. Chàng cho thiếp xin lại bài thơ. Đọc thơ nàng là biết người hay chữ, ta có thể cùng nàng đối đáp vài câu được không? Vậy thiếp xin ra câu đối trước. Bấy lâu còn lạ chưa quen, hỏi hồ đã có, hoa sen chưa hồ. Ngó lên mây bạc trời hồng, gặp nàng hỏi thật, có chồng hay chưa? Nghe chàng đối đáp, thiếp đoán chàng là một văn nhân. Ta là sĩ tử, đang ôn luyện chờ khoa thi. Mới thế mà trời đã tối rồi, thiếp phải về đây. Vậy ta sẽ đưa nàng về, kẻo thân gái đi đường xa, nhiều nguy hiểm. Dạ thôi, thiếp ở xa lắm, chắc là không tiện đâu. Thiếp xin phép đi trước nha. Chờ đã. Lạ quá, nàng đi đâu mất rồi? Là thơ của thiếp đấy. Hội hôm nay có cả trăm người, ta và nàng gặp nhau thế này hẳn là có duyên. Chàng cho thiếp xin lại bài thơ. Đọc thơ nàng là biết người hay chữ, ta có thể cùng nàng đối đáp vài câu được không? Vậy thiếp xin ra câu đối trước. Bấy lâu còn lạ chưa quen, hỏi hồ đã có, hoa sen chưa hồ. Ngó lên mây bạc trời hồng, gặp nàng hỏi thật, có chồng hay chưa? Về nhà, Tú Uyên ngày đêm nhớ nhung cô gái tới mất ăn mất ngủ. Một hôm, nghe có người mách có một ngôi đền rất thiêng, chàng liền tìm tới. Con nghe nói thần rất thiêng, con xin người hãy giúp con tìm lại được người con gái con thương. Ngày mai, con hãy tới cầu đông, sẽ tìm thấy điều con đang muốn tìm. Trời ơi, vậy là đã có thần Phật phương nào nghe thấu lời thỉnh cầu của con. Con đội ơn, thần đã giúp con ạ. Này chàng trai, mua giúp lão một bức tranh đi. Con tới đây để tìm một người, chứ không định mua tranh ạ. Gặp nhau là ở cái duyên, chàng cứ xem tranh của lão có đẹp không đã, rồi hãy từ chối. Trời ơi, chính là nàng ấy. Bức tranh chân dung sao sống động như người thật vậy. Cụ cho con mua bức này ạ. Hàng ngày được nhìn thấy nàng thế này cũng là hạnh phúc cho ta rồi. Nhà ta nghèo không có gì, nếu nàng không chê thì hãy dùng cơm cùng ta. Nàng ở nhà nha, ta đi học tới tối sẽ về. Trời ơi, ai đã nấu cơm cho ta thế này? Hôm nay ta đi học tới tối mịt mới về, nàng ở nhà chờ ta nha. Sao nàng để ta chờ nàng đỏ con mắt? Hóa ra nàng ở ngay trong bức tranh thế này. Thiếp chính là tiên trên trời, vì có duyên nợ với chàng nên được xuống trần để giúp chàng. Vậy thì nàng phải vất vả rồi, gia cảnh của ta vẫn còn nghèo khó lắm. Chàng đừng lo, từ nay chàng cũng sẽ không phải vất vả nữa, chỉ cần tập trung lo chuyện đèn sách là được. Nhưng từ khi có vợ tiên, Tú Uyên chẳng chịu học hành gì, suốt ngày chỉ thích ăn ngon, uống rượu và rong chơi. Mặc cho vợ khuyên nhủ như thế nào cũng không được. Sắp tới ngày thi cử rồi, thế mà chàng chẳng chịu học lấy một phút, suốt ngày chỉ ăn chơi. Nếu chàng cứ như vậy, thiếp không muốn ở đây cùng chàng nữa đâu. Vợ gì mà suốt ngày cằn nhằn, ta có sẵn nhà đẹp thức ăn ngon, tại sao còn phải học hành làm gì nữa chứ? Trước đây chàng luôn chăm chỉ học hành, mong một ngày thi cử đỗ đạt, giúp dân giúp nước. Vậy mà chàng nhìn mình đi, giờ chàng có ra hồn người không? Chàng cô dám chê ta hả? Cô là vợ ta mà dám coi thường ta, đúng là đồ đàn bà nông cạn. Mình ơi. Sắp tới ngày thi cử rồi, thế mà chàng chẳng chịu học lấy một phút, suốt ngày chỉ ăn chơi. Nếu chàng cứ như vậy, thiếp không muốn ở đây cùng chàng nữa đâu. Vợ gì mà suốt ngày cằn nhằn, ta có sẵn nhà đẹp thức ăn ngon, tại sao còn phải học hành làm gì nữa chứ? Trước đây chàng luôn chăm chỉ học hành, mong một ngày thi cử đỗ đạt, giúp dân giúp nước. Vậy mà chàng nhìn mình đi, giờ chàng có ra hồn người không?
Mình ơi, tôi sai rồi. Ân hận vô cùng, Tú Uyên chỉ còn biết cố gắng vùi đầu vào sách vở, chàng chú tâm dùi bài kinh sử. Kỳ thi năm đó, Tú Uyên đã đỗ đạt với kết quả cao, nhưng trong chàng luôn nhớ nhung người vợ năm xưa của mình. Mình ơi, tôi đã thi đỗ rồi, nhưng giờ cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa? Nếu không có mình chứ, chi bằng tôi chết đi cho xong. Có phải mình đó không? Tôi không nằm mơ đấy chứ. Mình ơi, tôi ân hận lắm, tưởng là không bao giờ gặp lại mình nữa. Mình tha lỗi cho tôi nha, tôi sẽ không bao giờ làm cho mình phải buồn nữa đâu. Thôi, chuyện cũng đã qua rồi, may mà cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy mình thay đổi, chăm chỉ học hành để đỗ đạt như ngày hôm nay. Tôi lại trở về đoàn tụ với mình đây. Chàng Tú Uyên được gặp lại người vợ yêu thương mà chàng vô cùng mong nhớ. Chàng tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ khiến vợ phải buồn. Chẳng bao lâu, vợ Tú Uyên hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh và họ sống bên nhau hạnh phúc cho đến mãi những năm tháng về sau. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Dưới bầu trời. Quá còn non nên đắng thật. Tìm được thức ăn là may mắn rồi cậu ơi. Ba ngày qua chúng ta đã có gì vào bụng đâu. Mùa này trời trở lạnh, thức ăn lại khan hiếm. Tớ ngán cái cảnh vừa rét run người, vừa bay mỏi cả cánh, mà chẳng tìm được thức ăn này lắm rồi. Ơi, thóc tươi kìa. Ăn nhiều vào, còn có sức mà hót cho ta nghe nhé. Hai chú chim nhà ông đẹp thật. Đây là loài chim rất quý hiếm. Ông tìm mua ở đâu hay vậy? Tôi may mắn mua được chúng ở hội chợ trong thành phố đấy. Loài chim này hót cũng hay lắm. Đấy, ông nghe xem. Nhất ông nhé, chim nhà ông vừa quý, vừa đẹp, lại vừa hót hay. Bởi vậy, tôi đã chọn mua thức ăn ngon nhất và học cách chăm sóc chúng tốt nhất đấy. Ông xem, chú chim hồng kia lông mới mượt làm sao. Nhưng chú chim xanh thì cứ buồn buồn thế nào ấy. No quá. Sao ngày nào trông cậu cũng buồn bã thế? Tớ muốn được bay lượn giữa bầu trời cao kia. Đã lâu lắm rồi tớ chưa được bay. Ở đây được ăn ngon mặc ấm, lại được ông chủ yêu quý, chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng tớ vẫn muốn được tự do bay lượn. Tớ thấy nhớ khu rừng. Thấy cậu không nhớ những lúc trời lạnh và thức ăn khan hiếm. Chúng ta vừa rét vừa đói, bay đi khắp nơi tìm thức ăn sao? Nhớ chứ, nhưng cậu không muốn được bay sao? Đối với tớ bây giờ, việc bay chẳng quan trọng bằng việc được ăn ngon ngủ kỹ mỗi ngày. Tớ sợ phải trải qua cảnh đói rét như ngày xưa lắm rồi. Tớ chỉ muốn được ở trong lòng với cuộc sống no đủ này thôi. Nhưng thế này chỉ là đang tồn tại. Loài chim chúng ta chỉ thực sự sống khi được tự do bay lượn trên bầu trời cao ngoài kia. Nếu không được bay, cuộc đời của tớ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cái gì thế? Xảy ra tai nạn rồi. Đi thôi cậu, cậu cứ đi đi. Tự do rồi. Thích quá, thích quá. Cảm giác được bay thật là tuyệt. À, còn chim hồng. Chim hồng ơi. Chim hồng. Cậu yên tâm, tớ sẽ tìm cách giúp cậu thoát khỏi lòng. Không cần đâu, tớ đã nói rồi, tớ thích ở đây hơn. Cậu không hối hận chứ? Không hối hận. Vậy tớ đi nha.
hôm nay trời đẹp thật phở nhỉ? Vâng, trời hôm nay thật tuyệt. Anh có người bạn sống ở tầng thượng dưới kia, không biết nay thế nào rồi. Cả nhà mình cùng bay xuống thăm cậu ấy nhé. Chào chim hồng. Lâu quá không gặp, chim xanh đấy phải không? Gặp cậu tớ vui quá. Còn đây là... đây là vợ và con của mình. Chào anh, chào bác ạ. Gia đình cậu trông hạnh phúc nhỉ? Cậu nay thế nào rồi? Sao trông cậu tiều tụy thế? Sau khi cậu đi một thời gian, ông chủ cũng qua đời. Cậu con trai ông chủ thì không quan tâm chăm sóc tớ. Có khi mấy ngày liền mới lên thay thức ăn nước uống. Mưa gió cũng quên mang lòng vào nhà, khiến tớ phải nằm rét co ro. Tớ đã sống từ ngày này sang ngày khác trong nỗi cô đơn. Đôi lúc nhìn những chú chim bay lượn trên trời cao, tớ cũng muốn mình được bay. Nhìn lại những tháng ngày nằm một chỗ trong chiếc lồng này, tớ cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Thôi, cậu đừng buồn nữa, tớ sẽ tìm cách giúp cậu thoát khỏi chiếc lồng này. Ngày xưa cậu nói đúng, loài chim của chúng ta chỉ thực sự được sống khi bay lượn trên bầu trời cao. Dù đói, dù no, nhưng đó mới là cuộc sống thật sự. Sự tích Hoa Quỳnh. Má ơi, bán cho con một đồng xôi. Quỳnh ơi, ra bán xôi nè con. Cậu uống nước chờ tí nha. Dạ, mẹ gọi con. Anh mua xôi à? Anh mua mấy đồng? Một đồng, cho tôi một đồng xôi. Dạ, xôi của anh đây. Quỳnh ơi, bán cho anh một đồng xôi đi Quỳnh ơi. Em Quỳnh là của ta, các ngươi tránh ra. Em bán cho anh ba đồng xôi. Dạ. Nhất xạ xa sông phong ham phi, hương la thất thủ xuân sự vi. Mình sẽ cưới cô ấy làm vợ, nhất định sẽ cưới. À, này, học đi, mơ mộng chi. Dạ. Mình sẽ cố gắng học thật giỏi, thi đỗ làm quan rồi về hỏi cô ấy. Tôi biết trong đám học trò cậu học giỏi nhất. Cậu đi thi ráng đỗ đạt, đem vinh quy về cho làng này. Chúc anh thi đỗ. Anh ráng chịu khó học hành, thi đỗ đạt anh nhé. Em có nấm xôi làm quà. Em chờ anh nhé. Dạ. Này bà, thằng con tôi nó chả yêu ai, nó chỉ yêu cái Quỳnh con của bà. Mong là bà đồng ý tác duyên cho hai đứa nó. Bà nó giàu có tiếng cả cái vùng này, bà cũng biết rồi. Bà yên tâm, cháu Quỳnh mà về với nhà tôi á thì chỉ có sung sướng mà thôi. Không được đâu mẹ ơi. Ừ, mẹ hiểu. Dạ thưa bà, được ông bà và cậu ấm đây quan tâm thì mẹ con tôi lấy làm vui lắm. Nhưng để có trước có sau, mong bà và cậu cứ đem lễ vật về. Chờ cho ba mùa bắp tới thì hãy sang, chưa hẳn trễ. Thôi được rồi, nhà tôi sẽ đợi. Nhưng bà hứa rồi nhé, mãn hạn 3 năm, mẹ con tôi sẽ sang giảm hỏi. Bà không được để mối này cho ai đấy. 3 năm sau. Con gái à, đã 3 năm rồi, cậu giao đó không về. Chắc cậu ấy giờ đã thành danh, có vợ, có con trên đó. Thôi con cũng đừng chờ mong chi nữa. Hay là... không, con tin là anh ấy sẽ về thôi. Chắc chắn anh ấy sẽ về. Nhà họ đến rồi. Lần này sẽ không thể từ chối được nữa đâu con. Ý con thế nào? Mẹ ơi, con không thể lấy con người đó được. Xin mẹ đừng ép con. Con bất hiếu, con xin mẹ hãy hiểu. Quỳnh ơi, sao lại thế này? Không,
Vậy thì áo gấm vinh quy còn ý nghĩa gì với ta nữa? Chàng... Không, Bần Ni là kẻ xuất gia, đã cắt đứt mọi duyên nợ với trần đời, mong thí chủ hiểu cho. Quỳnh ơi, Quỳnh... Chàng Giao ơi, chỉ trách số phận trêu ngươi. Dù đã xuất gia, nhưng lúc nào Quỳnh cũng nhớ thương chàng Giao, đâm ra lụy tình mà chết. Từ chỗ nàng chết, mọc lên một loài cây, có hoa, có lá mà chẳng có cành. Chàng Giao sau khi biết chuyện cũng trở nên bi lụy rồi chết theo. Chỗ nắm mồ chàng cũng mọc lên một loài cây, nhưng chỉ có cành mà không có lá. Dân gian lấy tên nàng Quỳnh và chàng Giao đặt tên cho hai loài cây này. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Chú khỉ pháp thuật. Khỉ con mau dậy đi, mau dậy. Suốt ngày con cứ chơi với ngủ, chẳng chịu học hành gì cả. Đâu, con vẫn học mà, thầy dạy gì con chả học thuộc, con làm được hết. Vậy con thử chế thuốc phép di chuyển đồ vật cho ta xem, bài đó ta đã dạy con rất kỹ rồi. Giấy ạc. Trời phú cho con khả năng, con phải dùng nó để giúp muôn thú, nhớ chưa? Vâng ạ. Hay là ngày mai thầy cho con ra ngoài cùng thầy dùng phép giúp muôn thú đi thầy. Không được, ngày mai ta bận sang rừng phía đông lấy dược liệu, không dẫn con đi được. Con lớn rồi, con tự đi được mà, con phải thay thầy giúp đỡ muôn thú chứ. Đi mà thầy, thầy cứ tin ở con. Hứa với ta, phải làm việc cẩn thận đấy. Con nhớ phải làm việc cẩn trọng. Con nhớ rồi. Nào, xem ai cần giúp đỡ nào. Chắc thỏ trắng đang gặp chuyện, mình phải giúp thỏ trắng mới được. Thỏ trắng ơi, bạn đang làm gì mà có vẻ âu lo vậy? Tớ đang thèm cà rốt quá, nhưng sức tớ không nhổ nổi củ cà rốt to. Ôi dào, chuyện nhỏ, để tớ giúp cậu nhé. Trời đất, thánh thần ơi. Chúc bạn ngon miệng nhé, tớ phải đi giúp muôn thú đây. Con vật nào tiếp theo sẽ được mình giúp đây? Mình phải giúp rắn mới được. Anh rắn có cần tôi giúp không? Anh yên tâm, đã có tôi đây rồi. Mình có mơ không đây? Anh rắn đi nhanh lên còn kịp. Cảm ơn người anh em nhiều nhé. La 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 la. Mình là pháp sư khỉ tài ba, tốt bụng. La 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 la. Mình phải tự đãi mình một bữa ngon mới được. Có việc gì mà ồn ào thế nhỉ? Chuyện gì thế này? Con khỉ ma quỷ đây rồi. Tại sao lại thế? Con khỉ phá hoại, con khỉ quái vật. Xin bà con bình tĩnh, để khỉ con vào đây, ta từ từ nói chuyện, con qua đây. Cháu bắt một cây cầu qua ao vào nhà họ ếch, nên lũ rắn kéo nhau vào hoành hành, làm cả họ nhà ta phải rời đi. Cháu không những giúp thỏ ăn trộm, mà còn nhổ hết số cà rốt, nhà ngựa để dành cho mùa đông. Vậy là nhà ta không còn thực phẩm cho mùa đông tới. Cháu... Còn có ý tốt muốn giúp muôn thú, nhưng lại thành ra không tốt. Trước khi con quyết định giúp một ai đó, thì phải xem xét xem hành động đó có đúng đắn không thì mới giúp. Không nên tiếp tay cho ý đồ xấu, con hiểu chưa? Con hiểu. Con hãy xin lỗi nhà ếch và nhà ngựa mau đi. Cháu xin lỗi bác ếch, bác ngựa, xin lỗi tất cả. Lần sau cháu không dám thế nữa. Về phần tôi có lỗi vì đã để cho khỉ con còn thiếu kinh nghiệm, đã ra ngoài thực hành phép thuật. Thầy trò tôi sẽ đàm phán để nhà rắn ra khỏi vùng đất ngoài ao, phá dỡ cây cầu. Thầy trò tôi cũng sẽ giúp nhà ngựa kiếm lại thực phẩm cho mùa đông.
Con hứa với thầy, từ nay con sẽ ngoan ngoãn học hành, không chơi nhiều và ngủ nhiều nữa ạ. Ai mới là bạn tốt? Hôm nay là ngày đầu tiên mình đến trường, mình phải thật xinh xắn đáng yêu mới được. Thỏ con ơi, hôm nay con bắt đầu đến lớp, mẹ mua cho con chiếc cặp mới nè, con xem có đẹp không nào. Ơi đẹp quá, con cảm ơn mẹ. La la la, la la la. Chào bạn Thỏ, bạn đang tìm chỗ ngồi phải không? Chỗ cạnh tớ còn trống, bạn ngồi cùng tớ nha. Sao trông bạn sóc lem luốc xấu xí thế? Lông của bạn lại còn ương ướt nữa chứ, trắng mực mà như bộ lông của tớ. Tớ không thích ngồi cùng với bạn đâu. Tại tớ đi kiếm thức ăn cùng mẹ, lúc thì chui xuống hang, lúc thì bụi rậm, nên mới vậy. Tớ cũng giúp mẹ tớ nhặt cà rốt, rồi ăn cà rốt nữa, mà sao tớ vẫn xinh đẹp? Thôi, bạn ra chỗ khác đi. Tớ chỉ thích chơi với những bạn có bộ lông đẹp và dễ thương giống tớ thôi. Bạn chó bông và mèo vàng đều xinh đẹp giống mình. Mình phải kết bạn với họ mới được. Chào hai bạn cho tớ ngồi cùng với nha. Ê, bạn ngồi xuống đây đi. Các bạn đâu rồi? Tớ ở đây cơ mà, lại đây, lại đây. Các bạn ơi, cho mình chơi cùng được không? Trông bạn xấu xí lại hôi hám nữa, tớ không thích chơi với bạn đâu. Hôm nay chơi rất vui. Ừ, mai chơi tiếp thôi nhé. Nhất trí. Cuộc đời này thật tuyệt vời khi bên cạnh có những người bạn xinh xắn và dễ thương. Bướm kìa, bắt lấy, bắt lấy. Giúp mình với. Mèo, bạn vào giúp Thỏ đi. Tớ muốn giúp bạn lắm, nhưng vũng này vừa bẩn vừa hôi hám thế kia, tớ không dám xuống đâu. Các bạn. Thôi, bạn cố gắng nha, chúng tớ đi đây. Trời ơi, Thỏ trắng, sao bạn lại rơi xuống đó được? Tớ bị ngã vào vũng lầy này mà chẳng có ai chịu giúp tớ cả. Để tớ kéo bạn lên. Sốc đất, bạn không sao chứ? Bạn chút thôi, tớ không có sao. Bạn thật tốt bụng, người ngập bùn thế này mà bảo là không sao ư? Sốc đất, cảm ơn và xin lỗi bạn vì mình đã đối xử với bạn không tốt lúc trước. Bạn có ghét mình không? Không mà, tớ không để ý đâu Thỏ trắng ơi. Vậy từ nay chúng ta làm bạn nhé. Bạn sẽ là người bạn thân nhất của tớ. Ừ. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rời xa và láng mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.